đây. Má Tài, tắp xe vô đây. Ai ngồi đâu im đó. Không có la. Ngồi im hết đó. Im rồi. Bây giờ có tiền cướp tiền, có sắt tập cướp sắt. Hai đứa mày. Dạ. Tiền đâu? Anh ăn cướp ơi, em nghèo lắm anh ăn cướp ơi. Em còn có 100 ngàn. Sao hả? Tiền. Hai thằng bay ăn bận giàu sang vậy mà chỉ có 100 ngàn thôi hả? Dạ, tụi em nghèo lắm anh ăn cướp ơi. Đúng là đồ nghèo mắt rệp. Ê mày, mày nói gì ai nghèo mày? Ai nghèo? Mày nghèo. Tao nói cho mày nghe nha, vợ chồng tao sang trọng có 3 triệu trong túi nha mày. Tại mày nói vợ chồng tao nghèo, tao ghét, tao không đưa. Nói tao giàu, tao đưa cho. Em nghèo lắm. Mày giàu. 3 triệu nè mày. Cảm ơn. Còn 100 ngàn lấy luôn mày. Kêu tao giàu tao đưa. Mày giàu. Nè. Cảm ơn hai vợ chồng giàu có sang trọng mà bị khùng. Sao em đưa cho anh ăn cướp 3 triệu vậy? Ai biểu nó kêu mình nghèo mạt rệp, ghét dằn mặt. Ông dạ. Đưa tiền đây. Dạ cậu ăn cướp ơi. Ông cháu tôi nghèo lắm. Ông cháu tôi đi về quê, đi viếng chùa. Đi chùa cũng có tiền. Đừng có giết ngoại mình con. Ngoại mình là con xạo ngoại mình. Đừng có giết ngoại mình của con. Cô vừa nói gì? Cậu ơi, muốn gì thì là làm gì làm tôi, đừng làm cháu tôi. Cháu tôi không có tội gì đâu. Ông tên gì? Dạ tên Minh. Ông tên Minh? Dạ tên Minh. Ba. Trời, tại sao tía lại có một cái tên trùng giống như tên của ba con? Không biết nữa. Một người ba mà con hằng kính yêu và tôn thờ. Có khi nào mà con giết người của tôn thờ không con? Chắc không. Vậy con... Con tha lỗi cho ba. Tha lỗi cho ba. Con không cướp ba. Ba đội ăn con. Làm gì mày khóc? Dạ. Em nghe chuyện của anh, tôi cảm động quá. Đến nè. Giờ hai tay lên. Móc tiền trong túi ra. Dạ. Giờ tay sao móc tiền? Bỏ tay xuống. Dạ. Lấy tiền trong túi ra, mau. Dạ. Mày làm gì vậy? Dạ. Em lấy tiền trong túi. Mày giỡn mặt với tao hả? Dạ. Lấy tiền trong túi mày ra. Mặt. Dạ. Cái bóp nãy anh gửi em đâu? Em với anh đâu có quen biết. Giỡn mặt với tao vậy. Dạ. Vậy hình như em chưa gửi. Quên à. Tặng cướp này có hiếu không ơi? Nó ông trùng phải không? Ông trùng tên với ba nó tha cho ông hả? Tôi lại ông làm ơn ông xuống ông hỏi thằng cướp nó má nó tên gì giùm tôi đi. Trùng người dám nè. Xuống với ông nãy ông đi chùa ông ăn chay mà đúng không? Ông ăn chay mà đúng không ông? Đúng rồi. Giúp tôi không? Được. Chờ bà chị ngồi đó đi. Để tôi. Không tôi. Con trai. Cô gì đó tía? Mẹ con tên gì vậy con? Mẹ con tên Mỹ Mỹ. Cảm ơn con. Tôi cảm ơn ông anh nha. Mẹ nó tên gì? Ba nó tên Minh. Tôi biết rồi, ba nó tên Minh nhưng mà mẹ nó tên gì? Tôi quên rồi. Trời ơi. Tôi di xuống tôi quên rồi. Anh ơi, mình làm ơn anh chịu khó anh xuống hỏi lại lần nữa anh tôi không? Cái mặt anh thiện nam thánh nữ quá. Hỏi giúp tôi nha. Tôi làm phước, tôi làm phước. Dạ, làm phước giúp tôi. Con trai. Gì vậy tía? Mẹ cô tên gì vậy con? Mỹ Mỹ. Cướp đi con. Trời ơi, sao chuột dữ vậy? Mẹ nó tên gì? Tè. Tè.
bà tin té phải không? Không, tôi xin lỗi bà chị, tôi lỡ tôi té. Không, bà vợ tên gì? Quên rồi, té quên rồi. Tôi lại không có xuống ngồi coi mẹ nó tên gì. Đây, 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 đây. Con trai. Gì nữa vậy té? Con đen cướp mà té làm phiền con hoài vậy té. Tiên mới nhận con làm con nuôi để hai cha con mình hàng ngày tưởng nhớ tới nhau. Tí đi đường tí gặp anh cướp tí nhớ tới con. Con ơi, đúng rồi. Mẹ con tin Mỹ Mỹ phải không? Mỹ Mỹ vậy? Mỹ Mỹ ba nhớ chứ bộ, ba nhớ bộ. Thôi cướp đi, cướp tự nhiên con. Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ. Mỹ phải không? Mỹ Mỹ. Tôi lại ông anh. Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ. Tôi nhớ rồi. Nhớ nha. Mỹ Mỹ. Bà, ngẩng mặt lên. Bà nhớ từ sáng giờ bà đối xử với tôi ra sao không? Có, sáng đó có một câu ngẩng mặt lên đó, giờ nãy nó y chang. Bà ngẩng mặt lên y chang. Sáng có nghe cậu nói câu nữa. Câu gì? Ở trên đây, tôi cướp tiền, ai có tiền cướp tiền, ai có sắt cướp sắt. Bây giờ có sắt nè, cướp đi. Tôi có nói câu đó sao? Có con, ăn cướp không được nói xạo. Có nói cũng không tới phiền bà. Quên. Má nè con, má tên Mỹ Mỹ á. Mỹ Mỹ? Mỹ Mỹ, đúng rồi. Đúng rồi, Mỹ Mỹ nè con. Má. Má, đúng rồi con, trời má nè. Má Mỹ Mỹ nè, nhớ không? Em ra đây. Cướp mở tay trong phút, thương cái sợ. Má nè, Mỹ Mỹ nè con, Mỹ Mỹ. Bà có biết? Biết. Mỹ Mỹ là người đàn bà tôi thù hận nhất trên đời này không? Bà có biết? Mỹ Mỹ là người mẹ tôi ghét nhất trên đời này không? Bà xin tôi ra, bà không lo cho tôi, để tôi trở thành một thằng ăn cướp như ngày hôm nay. Không có. Xí 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 hả? Dì nói lại. Dì thề với con, dì thề danh dự cái này, danh dự của dì nè. Dì không phải tên Mỹ Mỹ, dì tên là Mụi Mụi, dì không phải Mỹ Mỹ. Mụi Mụi. Mụi Mụi. Đã muộn màng rồi Mụi Mụi. Tên Mỹ Mỹ, ta đều bắn nó. Con trai. Suốt ngày cứ nào ơi, xách nước cho cô tắm. Tắm gì mà tắm lắm thế. Thôi, thầy kệ, ngủ cái đã. Ôi, ôi dồi ôi, nằm xuống một cái là thấy người nó thinh thích thế nào ấy. Ôi, ôi ông mặt trời sao hôm nay đẹp thế nhỉ? Trời ơi, có phải trời thương ta, cho ta sắc đẹp như tiên sa, mà sớm chiều vất vả. Ôi lỡ làm thơ hay quá, lỡ làm thơ hay quá. Nên không tỏa sáng lung linh, để ta được soi bóng dung nhan bên dòng nước trong. Ui dồi, mau, mau, ôi, mau đỏ tuôn soi. Mẹ bố ba đời chính kiếp tổ tông họ hàng đại đường tổ tiên ông bà mẹ nhà con muỗi. Chị ăn biết tao là cơm canh rau củ mới có được tí máu. Thế mày mà nỡ lòng nào mày hút máu của chị à? Chị truyền đời bao kiếp cho mày biết nha. Là chị sẽ tuyên án tử hình. Chị gì mày nát bét, cho bó bực mày hỏi còn dám không. Cắn đốt lung tung có giỏi dễ cắn đi. Làm sao mà giấy được, chị gì mày bẹp. Hồn xác mày chia đôi, hết đời muối ơi. Này, bây giờ mày có dám, mày giỏi, mày nhổm dậy, mày cắn chị đi. Chết tẹt dí mày rồi, cắn làm sao được chứ hả? Ôi, mày làm gì? Mày làm chị mệt, muốn đứt hơi như này. Ngủ cái đã nào. Chưa ngủ đã khò là mới là con nở. Tiền sư cha, thằng ông con bà, thằng cụ con kỵ, thằng bà kiếm. Ôi mẹ cha, cả cái làng Vũ Đài. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, sao
tao chúng mày đi mẹ đâu hết rồi. Mà không có đứa nào ló mặt ló mày ra đây, không đứa nào ra đây để cho bố mày chửi. Ơ này, thế đứng đấy ông mới chửi, chửi chó chửi mèo à? Hay là ông chửi với đầu gối? Mà không đứa nào chửi lại ông nhỉ? Ơ này, để một mình ông độc chửi thế này à? Mỏi mồm chết mẹ nhỉ? Mẹ cha chúng mày chứ. Thôi, bây giờ ông không chửi chúng mày nữa, ông chuyển sang ông chửi mả cha mả mẹ cái đứa nào đẻ ra ông. Nó đẻ ra ông mà không một ngày nuôi dưỡng. Khi ông cất tiếng khóc chào đời, nó vứt ông nằm chèo queo bên lò gạch. Để đến bây giờ đời ông bất hạnh hơn người. Mẹ cha nó chứ, nó để đời ông nay giờ khóc giờ cười. Còn người ta thì hành tài ăn học, còn ông thì cuốc cày cũng chẳng có ai thuê. Không một túp lều mưa nắng chở che, giúp mũi nằm mờ có khác gì thân con chó. Ông hận đời, ông chửi cha chúng nó. Cái đứa đẻ ra ông mà bạc nghĩa vô tình. Ôi, thôi, nói mẹ cho nhanh rồi. Hát đau cổ quá. Ôi, chửi tiếp. Bây giờ ông lại không chửi chúng nó nữa. Bố mày chuyển sang bố mày chửi con mụ bà ba. Hôm nào cũng như hôm nào. Trưa tối là nó bắt sang. Bắt ông sang chứ bắt ai sang nữa. Bắt bóp nó. Mà sao mà con mụ nó thích bóp thế cơ chứ. Ôi rồi ôi, nó bắt ông bóp từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới, cứ cà rí thế. Khi nào mà chúng mả bố nó thì nó mới chịu thôi. Ôi rồi ôi, tại sao trên đời này lại có đứa mặt như mặt lợn thế này à? Ai đấy? Ôi, mà mặt lợn cũng xinh đáo để. Thơm gái. Gì mà thích thế nhỉ? Thích. Thơm cái nữa. Cái gì mà nó tê tê thế nhỉ? Trời ơi! Ôi trời ơi! Thế người! Đây là người. Không mà không lẽ người là ma. Thế đây là đàn ông hay đàn bà? Nghe giọng khàn bỏ mẹ là đàn bà làm sao được. Đàn ông. Thằng phèo. Bà ngoạc mày. Bà giựt phột mày. Mày giựt rài. Sao thế nhỉ? Sao nóng thế nhỉ? Sao mà mình cứ nóng như nồi cắm lợn đang đun thế nhỉ nhỉ? Không phải là mình nóng mà hắn nóng. Chờ tí nha. Ôi dào mới chờ tí nha, đi ra đi vào lại ngủ rồi. Này! Ôi trời ơi! Này! Ma quỷ! Ôi trời ơi, xìu. Này! Ôi ai đấy? Ăn cái này của tôi đi này. Ăn cái gì? Ai, cháo chứ còn cái gì nữa. Chào. Chẳng nghĩa là cao lương mấy gì. Ngon không mà hút thì sụp như heo thế. Mẹ ơi, từ bé rồi chỉ được ăn bát cháo là ngon chứ. Ngon quá rồi. Kìa. Ôi dồi ôi, cái gì mà khóc thế. Mẹ cháo mẹ... ngon quá rồi mẹ ơi. Ăn cháo ngon phải cười. Ai đằng này lại ăn cháo xong lại khóc là như thế nào? Ôi, đằng ấy đừng có khóc mà. Nếu đằng ấy khóc là đằng này cũng khóc theo đây này. Mà thôi, đằng ấy cũng đừng khóc nữa. Để lỡ hát cho đằng ấy nghe nha. Lỡ hát đây này. Chúc sinh. Chúc sinh, chúc mọc đầu đình. Em sinh, em đứng một mình, em càng sinh.
Ôi trời ơi, thế là hát đấy à? Thế là hát đấy à? Ừ, đằng này hát đấy, hay không? Ơi, lỡ hơi, hát ai nhở? Hơi, nó hơi phô nhưng mà vẫn hay. Vui nhở, vui nhở. Thật là diên. Này, lỡ ơi, lỡ. Lỡ hát ai đấy hay là... Hay là từ bây giờ đằng ấy dọn nơi ở mình hát mình cho vui đi, nhở? Ừ. Nhở. Khiếp, đang nghĩ gì mà phũ phàng thế? Nở ra đây để phèo trời nở suốt ngày à? Ôi nở ơi, có nở ở cùng thì phèo... Phèo chẳng thèm đi chửi nhau làm gì đâu. Phèo, phèo sẽ chăm chỉ làm nụng ấy để kiếm tiền nuôi nở. Rồi còn phải xây cho nở một cái nhà lầu nữa chứ, đúng không, đúng không? Yêu ơi, lời đề nghị thật là phũ phàng đấy. Cần nở tha hồ ngủ cho nó đã này. Khi tỉnh dậy, lỡ sẽ quét nhà, nấu cơm, rồi cùng phèo ăn cơm. Ôi trời ơi. Xong rồi chúng mình sẽ cùng nhau mua gì? Tay ải, tay ải tới ai chứ mày gì? Phèo tay bài đấy lắm. Tay ải, tay phèo, tay phèo, tay phèo, tay ải, tay yểm đi yểm. Ghê ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Quá. Tay chân mình hơi xấu mà vẫn có tay chân thế này. Rồi nở sẽ để phèo một đứa con gái dính như nở. Con dài. Không, con gái cơ. Con dài. Ừ, con gái cơ. Không, thế con dài, thế con dài, thế con dài. Không, lỡ thấy con gái, nếu không lỡ không đẻ nữa đâu, con gái nhé phèo nhé. Thôi thì ừ, con gái. Phèo là chúa muôn loài, nở đẹp nhất trên đời. Đôi ta cùng nhau múa vui và cùng nhau. Chứ bố đứa nào thả lợn ra vườn bà thế này? Quá thế này. Ôi ôi. Ôi ôi, kinh quá. Ôi ôi, sét đánh ngang mày. Eo ơi, không phải là lợn mà là con nở. Ôi ôi. Ôi ôi, khó thở quá. Ôi ôi, nhói tim quá. Nở. Trời ơi, lỡ ơi là lỡ ơi, biết bao ngày tao dạy tao dăn, đến hôm nay đã mất hết cái điều thiêng liêng quý báu của mình. Ôi ơi, lỡ ơi là lỡ, tao đã dặn mày phải cầm bảo bối, gặp khốn khó mang ra vòng thân. Ai nói lên tay này, khó chịu quá. Nhéo bên tay. Nhéo làm viền quá. Ra ngủ ngon rồi, không nhéo. Chết rồi, choang vang. Ôi ôi, say sắm hết rồi. Ôi, nó còn hở nữa cái kia. Mày đeo cái trống, mày đeo mo vào mặt. Các cụ nói không sai, khôn 3 năm mà dạy 1 giờ. Mày dạy 1 giờ, con ơi là con mày ngủ hả? Mày thức dậy. Mất trắng rồi. Ôi trời ơi. Thức dậy. Cái gì mất trắng, cái gì mất trắng? Phèo, phèo ơi, lỡ thương phèo, lỡ mang pháo cháo đến cho phèo ăn mà phèo lại cướp trắng của lỡ. Tiên sư nhà phèo. Ô tiên sư mày, con nở mà tát ai đấy, mày tát ai đấy? Phèo cướp trắng của nở hồi nào hả? Ôi trời ơi, phèo xỉn, phèo say, hèo phèo đâu có hay cái gì đâu. Ôi trời ơi, nở ơi, nở tự động làm hết mà nở ơi. Tao tát phèo đâu quá, ôi trời ơi, ơi. Bà cười cái gì, bà cười cái gì? Kinh quá em ơi. Nó lại làm
còn trắng trợn hơn là nó đổ hết cho con bé xinh đẹp nhà lầy lứa rồi. Tiên sư bố mày chí phèo. Ôi sao bà chửi tôi? Sao mày ác thế hả? Mày dụ dỗ cái con bé ngây thơ nhà tao, tao đánh mày đây này. Tao đánh mày cho phọt óc mày ra. Cái gì bố mày đánh, cái gì đánh? Bố mày màng đang ngái ngủ. Ô cô, eo ơi cô đây. Cô cứ sồn sồn như thế, sồn sồn như thế mệt quá đi cô ơi. Con tỉnh chưa con? Rồi rồi con tỉnh rồi, để con nhớ ra xem nha. À xem nào, sau khi mà hai đứa hát một bài quân vương thì thiếp và anh Phèo đây lăn đúng ra ngáy khò khò. Thế rồi khiếp eo ơi, người đâu mà kỳ thế? Vô Diên, đâu Vô Diên? Đang vui đùa thế mà tự nhiên cái lăn đùng ra ngủ. Rồi, nhìn cái mặt kia, lem luốc thế mà ghét không? Mình mới ngáy từ một tí mình chưa ngủ mà nó ngủ rồi này. Đúng là không, không có cha có mẹ chăm sóc thì khác ngay. Thôi để bạn gái thay mẹ lau mặt cho nha. Rồi, ngáy thấy thương chua. Ôi dồi, đúng là không có khăn mình lấy áo của mình lau thì nó hát gì đấy. Thương thế. Trời ơi, ôi dồi ôi, mình lau cái mặt nó lên, cái mặt nó sáng bưng. Ôi dồi, đẹp trai thế. A chi. Bất ngờ quá. Ôi dồi, hát gì cũng dễ thương đó kìa. Ôi, đây rồi. Mặt trời này mùa xuân xanh thắm là phần mặt trời của em. Đẹp dịu dàng mà không trôi loa là phần mặt trời của em. Sang trong, hôn lên trăng rằm mặt trời của em đó. Với em anh là mặt trời mùa xuân em dịu. Chí Phèo ơi, tại sao mặt anh lại sáng như là mặt trời dịu êm trong đêm trăng rằm như thế này nhỉ? Anh chính là hoàng tử trong giấc mơ của em. Ôi eo ơi, em cảm ơn trời đất đã biến giấc mơ của em thành sự thật. Ui, ta phải hôn chàng ngay thôi, không thì giấc mơ này biến tan mất. Eo ơi, eo ơi, cái gì thế? Ôi dồi ôi, cái gì mà ướt ở mồm tao thế? Thôi bỏ mẹ rồi, biết ngay mà. Không khéo lại y như mọi lần. Mình cứ ngủ say quên mẹ em tí lại là có một con chim bay ngang qua ỉa ngay vào mồm. Ôi dồi ôi, ghê quá, eo ơi, ghê quá. Ủa? Thì nở. Sao nở? Còn ở đây. Phèo ấy, giận Phèo rồi. Quên hết rồi. Phèo ơi, Nở vừa tìm ra một chân lý đấy. Thôi đi. Hiểu chân lý rồi. Có phải là một con chim mới ị vào mồm tôi đúng không? Ghê quá. Ôi không phải đâu. Không phải con chim nào nó ị đâu. Ghê quá. Mà là ra là hớn Phèo đấy. Hả? Tại sao lại bất ngờ thế? Tại vì này là cỏ non rất mềm, này là mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nàng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiền nhà. Và em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng đến đây vui cùng hoa cỏ xuân. Biết rồi, có phải là bà mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình không, đúng không? Đúng biết rồi. Em biết em thế nên có hoa thật là dễ thương. Nở ơi. hiểu rồi nè ơi, Nở đã tìm ra trong mộng của Nở là Phèo rồi đấy. Là Phèo? Đúng rồi. Thì nở Chí Phèo. Thì nở. Yêu nhau đi, đời ta có nghĩa chi?
yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi cho đam mê ngút ngàn. Yêu nhau đi, có trăng sao trên trời, chiêu muôn ngàn anh soi tình chúng ta còn buồn sắt không. Yêu nhau đi thôi cho tình ta thêm phai phôi ngạt phai ngọt ngào cầu ân ái. Em trao cho anh ngàn lần hôn trên đôi môi không nhạt phai, ngàn năm mãi yêu. Yêu nhau đi, 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 nở nhau luôn thì nở. Yêu nhau đi, yêu nhau, đáng yêu mất hứng mẹ rồi. Không, không được, chí Phèo không được làm bậy. Cô nở dặn rồi, phải giữ gìn cái mà quý giá nhất nhân trần đời, quan trọng nhất của đời con gái đấy. Ôi trời, cô phải... nở dặn rồi. Cô nở dặn phải giữ gìn. Đúng rồi. Quý giá nhất. Đúng rồi. Quan trọng nhất của đời con gái. Đúng rồi. Là cái gì? Cô hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Ôi nở ơi, làm hết cả hồn. Ơ thế thì Phèo đâu có lấy cây hương của nở đâu. Phèo đâu có tranh giành khế ngọt với nở đâu. Nhìn đây này, là cái miệng đây này. Cái miệng là chỗ để nhét thức ăn vào đây này. Không thì chết đói đây này. Thôi, thế thì Phèo đâu có lấy cái miệng của nở đâu. Nở vẫn còn miệng để mà nói mà, đúng không? Phở đâu có, Phèo đâu có lấy đâu, đúng không? Nhỉ ra là thế. Thế mà làm hết cả hơn. Hết cả hơn. Vậy thì thôi, chúng mình vô tư đi chỉ Phèo nhỉ. Thì nở nhỉ. Chỉ Phèo. Thì nở. Chỉ Phèo. Thì nở. Chỉ Phèo. Thì nở, 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 thì nở. Chỉ Phèo. Thì đúng rồi, thế thì anh Chí Phèo đâu có lấy cái gì của con đâu, cướp gì của lở đâu. Trời ơi cô ơi, vậy mà cô cứ làm con đứng cả tim đây này. Con vẫn còn quê hương, vẫn còn cái miệng để ăn để nói đấy mà. Trời ơi, khốn làm chưa. Con ơi, sao mà con ngu dai thế hả con? Cô bảo cướp là cướp cái kia kìa. Ôi giời ơi, đổ dở hơi ăn cám lợn. Đưa cái nỗ tai đây. Hết hồn thế ở con. Nói, Phèo đây, Phèo đây. Ai cắn nở hả, ai cắn nở hả? Đâu, đâu ai cắn lở đâu. Đấy là cô đang nói chuyện nhỏ với lở đấy mà. Cô ơi, làm không có hết gì đâu. Này, thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy cái thằng Chí Phèo nó khốn lạn chưa? Ôi, có gì đâu mà cô hết cả hồn, cô giật cả mình như thế. Đó là tình yêu mà con đang tặng cho anh ấy. Chứ anh ấy có cướp gì của con đâu. Trời ơi. Xong hàng. Ôi dồi ôi, chấm hết. Không còn gì để nói với con này nữa. Ôi dồi ôi, con ngu gì mà ngu dai thế hả con? Bao nhiêu năm nay công sức cô dạy con, thế lập hẳn một cái giáo án để dạy con, để ôi dồi ôi, để con giữ con gìn, thế bây giờ tan tành mây khói rồi. Ôi, cô ơi. Cô ơi. Cô ơi! Cút cha mày đi! Ôi trời ơi, cô Phèo! Ai mà cô gì chú bác với mày? Tao không thích ăn Phèo Phổi gì hết, mày cút ngay! Ôi trời ơi, xong hàng. Con đâu có nói là cô ăn Phèo Phổi gì đâu. Cô nghe Phèo nói tí đã này. Cô ơi cô, trai gái nhớn nhên ấy, phải nhấy nhau, lấy nhau ấy. Chứ cô cứ mãi giữ gìn như thế, khó khăn như thế, về già sẽ cô đơn lắm cô ơi. Cô đơn nỗi đau ấy cô. Đến bây giờ nói động đến nỗi đau của tôi nữa. Thôi chết. Trời ơi, anh ơi, thế anh đụng vào nỗi đau của cô em rồi đấy. Cô em thật sự là cũng chưa có chồng, cũng đang đi tìm cho mình một người chồng đấy mà. Ai mà thèm tao mà đi tìm ở? Tao già rồi, còn khó tính nữa.
ai mà để ý đến tao. Ôi đâu có, cô chỉ bi quan thế thôi. Nở xấu như thế này mà nở còn kêu nở như là chức sinh như này. Cô ơi, cô rất là trẻ trung nhá. Cô rất là xinh đẹp. Cô rất là dịu hiền nhất cái làng này đây này. Thật hả con? Thật. Nhưng mà không được con ơi. Cô nghĩ rồi, cô đi lấy chồng mà con cũng đi lấy chồng, thế thì cái giáo án dạy giữ gìn đời con gái của cô để lại cho ai hả? Thì để... Nở để cho Phèo nói. Này này cô ơi cô. Gì? Con nghĩ là này. Sao? Cái giáo án ấy. Ừ. Để đi. Giáo án tốt mà đúng không? Cứ để sau này dạy cho con cháu. Đẻ đứa nào dạy đứa đấy cô ạ. Thế à? Ừ. Còn bây giờ Chí Phèo, con hứa là con sẽ giới thiệu cho cô ấy. Ai? Ông cậu của Phèo á. Là ai? Đó là ông Chí Phổi. Ôi trời ơi, Phèo như thế này, thế Phổi ra sao hả? Cô chịu rồi. Ba đi theo con nè, ba đi hỏi cưới cho con. Mệt mà mày quá rồi nghe mày. Tao mệt mày dữ lắm à. Ba đi theo con đi. Ba đi đi hỏi cưới cho con mà ba cứ rề rề hoài à. Hỏi cưới bộ hết ngày hả? Đưa cái bộ đồ về hấu rinh nè. Thì ba thông cảm đi nè, bộ đồ này là bộ đồ của ông nội, để lâu quá thấy nó hơi hôi nên hấp thuốc tẩy mùi nó kỳ chút thôi. Mùi vậy rồi vô ngồi nói chuyện với xui da rồi người ta chịu sao nổi. Ba thương con. Vì con giống mẹ. Thì mẹ cũng thương con. Vì con giống ba. Thì cả nhà ta cùng thương yêu nhau đi. Xa là nhớ cho nên đi về. Mày biết cái áo mục mà mày còn xé vậy con? Xé vậy rồi tao vô tao ngồi tao nói chuyện xui da tao nói với ai hả? Tao nói làm sao? Chắc không sao không đâu. Không dẹp ba. Đâu, đi về. Mới rách có một chút xíu à ba. Chút xíu cũng đi về. Chút xíu ba đi với con. Đi về. Ba. Tao nói mày đi ba, về. Ba, đi ba. Về. Chắc tao phan mày chết rồi, mày coi đây đây. Trên chút xíu, dưới chút xíu thì coi được không? Mai mà nó tới đây, nó đứt cho nó đứt tới đây thì sao? Con lỡ tay con. Đi ba, về. Ba. Không có ba con gì hết. Vậy rồi sao vô ngầu xuôi? Con nghĩ là bề ngoài nó quan trọng dữ là bên trong. Với lại cái này là tại ba chứ ai? Tại tao sao? Tại tao? Tại ba là con kêu ba đi buổi sáng đi. Ba nói buổi sáng ba kẹt đi coi cúp châu Mỹ, Nam Mỹ gì đó. Sao con kêu ba đi buổi trưa? Buổi trưa mấy đứa thanh niên trong phường nó đá. Sao con kêu ba đi buổi chiều? Buổi chiều mấy đứa thiếu nhi nó đá. Thì bây giờ còn có buổi tối thôi à. Mày biết tao ghiền bóng đá mà bữa tối, nhưng mà bữa nay tao bút lộn lịch. Bây giờ tao lấy đụng lịch tao đâu có biết. À thì ra là nãy giờ sáng giờ ba lề mề là tại vì ba không muốn đi, là tối nay ba coi trận chung kết Chelsea với lại Manchester đúng không? Đúng rồi. Ba bắt mày đổi ngày khác đi, hỏi vợ ngày nào hỏi không được, chung kết năm có ngày chứ mấy. Bây giờ vậy nè, con giải quyết cho ba luôn, ba bắt bao nhiêu tiền? Cây nhà lá vườn mà. Nhiêu? Năm ngón tay hả? Thì phụng mà bắt năm ngón tay vậy. Quýnh bài với cá năm ngón tay, còn cái này tao cá có năm chai thôi. Trời ơi, cá 5 triệu mà kêu cây nhà lá vườn. Thôi bây giờ coi như là tối nay là như ba thắng rồi đó. Ê mày có tivi vô hả? Tivi vô gì? Có tivi vô về tỷ số không? Cho ba đi, cho ba đi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Vậy hả? Con có hết. Vậy là có được rồi. Tối nay Chelsea thắng. Bà nấu cha mày, tao bắt MU mày kêu Chelsea thắng. Không, MU thắng, MU thắng. Chắc không? Chắc. Chắc MU thắng ba, không? Ba đi ba lo hỏi cưới con. Rồi đi ra lấy đồ đi. Lấy đồ rồi. Ờ, thế MU thắng là cỡ nào tao cũng chơi hết. Alo, thêm 5 chai nữa. Không cần biết, thêm 5 chai nữa. Trước sau là 10 chai nghe chưa? Rồi có luôn nha, có luôn à. Có. Có gì ba? Có quà rồi hả? Có luôn. Có luôn, bây giờ còn có trái cây ngoài nữa, ba ra phụ con. Ờ, đi. Có luôn rồi. Hay quá. Trời đất ơi, cái gì đó mà hôm nay là ngày đàn trai, tao qua coi mắt mà hả, cái nhà này trống trơ trống trước à. Nhìn qua nhìn lại có mình y như con khỉ già vậy. Sa, ra mấy biểu rồi nè. Dạ.
Rồi chừng nào đàn trai mới tới con? Dạ con gọi điện cho ảnh rồi, ảnh nói là đang trên đường qua. Trời ơi, 10 phút nữa là tới giờ lành rồi nha con. Dạ, dạ. 10 phút nữa mà sao giờ này chưa tới hả? Ủa mà ba đâu? Gì 10 phút? 15 phút rồi chưa thấy ai hết trơn rồi gì 10 phút? Ở đâu hả? Bật cái mình. Âm thanh đây là màn hình đâu? Con không biết nữa. Ông Tư. Vậy nè. Ông đâu hả? Hả? Ông làm cái gì ông chui xuống đây vậy? Thì muốn thấy hình thì tao bộ dễ ra bà. Muốn thấy hình tôi phải khó ở trong chết. Bây giờ sao? Hả? Ôi trời đất ơi. Bà làm gì vậy? Đẹp không? Ăn bận gì kìa con có trời. Đẹp. Đẹp đâu? Đẹp không? À, quên mặt gì chưa? Rồi nè. Xong rồi hả? Rồi. Vẽ gì mà mặt như mèo vậy? Trời ơi, mặt già này là coi không được gì cho cái trời à. Vậy nó mới xứng với nhau. Vậy hả? Không. 10 phút nữa là tới giờ lành rồi. Trời ơi, cái gì đâu mà bằng ngán gì kỳ cục. Cái thằng cha này qua coi mắt không có tinh thần thể thao vậy trời. Ngày hôm nay mà coi mắt cái gì cũng biết. Dạ, dạ không phải đâu. Ảnh đang đứng trước cửa, để con ra con coi thử. Dạ, con ra coi con. Dạ. Trời ơi, tướng gái mình chạy đẹp quá bà ơi. Nó giống nhỏ tôi. Này mà đá tiền dễ cánh là ngon á. Tướng chạy đẹp luôn. Không, thì tôi hỏi coi làm gì nãy giờ đứng trốn tôi dưới này vậy? Thì chui vô đây coi cái chân bàn nó có chắc không. Ê, trời ơi bà bận đầu kỳ vậy. Đâu, ê, đưa nó dài cho coi coi. Dơ cái chân lên đưa dài coi coi. Gì? Trời đất mẹ ơi, mang cái dài gì mà có một cái đinh sao mà đá. Ôi trời, mang dài nhiều đinh tao mới đá được. Mà mang dài có một cái đinh sao mà đá. Ông, mệt, đinh móc vậy đây. Rồi giờ sao? Rồi đợi. Rồi đợi hả? Rồi, chung vô đây tôi đợi. Trời ơi, anh ấy làm gì? Dạ. Tới chưa con? Dạ, thưa ba má. Chắc tới rồi. 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 Anh. Tới chưa? Sao? Nào. Đến rồi. Ôi, trời ơi. Sa, mày làm cái gì vậy hả? Tôi không bóng hả? Rồi, xong rồi. Không có bóng mà nó cũng đánh tôi nè. Mà cho nó có thẻ đỏ cho tôi. Không cần cho thẻ đỏ. Chứ nó đâu rồi? Ôm tủ nằm trống luôn rồi. Tủ quần áo nằm luôn. Ừ. Không đợi, ai lỡ quýnh đây. Sợ con tôi thiệt luôn không? Ừ. Rồi sao? Giờ ngồi đợi đi. À, thôi tôi chung vô tôi đợi. Chung cái gì? Ngồi ở đây đợi cho tôi. Không cho tôi chung vô bàn á. Tôi chung vô bàn ngồi đợi vui hơn. Mệt lắm quá. Ngồi đây. Dạ. Ngồi đây cho tôi đi. Dạ, dạ thưa hai bác con mới tới. Con. Dạ, dạ con có chút quà. Trời ơi. Trái cây. Dạ, gửi. Sao con? Ba con tới chưa? Dạ ba con đi theo con nãy giờ. Ba dắt ba con vô. Dắt ba con kính vô. Kính thưa quý vị khán giả, hiện đang trận đấu hai đội Manchester United và Chelsea đã diễn ra được hơn 20 phút đồng hồ. Thế nhưng bạn đã biết thì trận trong khi trận này vẫn rời quan trọng với đội tuyển Chelsea Manchester United. Chúng ta hãy chờ xem với Chelsea Manchester United ai sẽ thua được trong buổi nãy năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem số 45 phút cỡ với hơn một chuyện gì sẽ xảy ra nhé thưa các bạn. Dạ ba con. Ba. Sao ba con ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tại hồi nãy đi ngoài đường xe xúc dây sên nên bị dướng vô cái quần rồi ba con rách miếng quần xong ba con cung xuống ba con sửa xong rách luôn cái áo. Không có gì đâu. Để con kêu ba. 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 Ba ơi. Hả? Ba. Ba. Cái gì? Tới nhà đàn gái rồi. Hả? Tới nhà đàn gái rồi. Là sao? Tới nhà đàn gái rồi. Ủa tao đâu có biết đâu mày ra dữ vậy. Ủa vô giải thích với người ta sao? Mày cứ nói là tao đeo đồ máy trợ thính. Nhưng mà ba đeo nhưng mà ba thương con nha. Ba thương biết gì con giống mẹ. Dạ ba vô chào hỏi người ta một tiếng đi. Dạ. Bây giờ vậy nè ba vô ba nói một tiếng thôi mà người ta chịu cưới á là con cho ba về coi đá banh liền. Nhanh nha. Dạ. Tao đi coi đá banh. Nói một tiếng thôi. Dạ. Rồi. Dạ. Phải không? Có nghe nè. Cho cưới không? Cho cưới không? Cưới nha. Cưới nha. Dạ cưới. Cưới. Về. Chịu đâu. Chịu cưới rồi. Bác ơi. Cái gì vậy? Ba con đi ngoài đường thôi, không có gì. Lãng tay gì? Dạ con hồi mức này để hỏi coi. Làm gì á? Hả? Anh vô nhà tôi. Gỡ cái này ra. Ông vô nhà tôi á, ông đợi hỏi cưới con gái tôi. Tôi chưa kịp trả lời ông đòi đi về làm sao? Chồng tôi còn chưa gặp mặt nữa mà. Bây giờ đòi đi về làm sao? Đi về được đi về luôn nha. Đừng có dắt cái mặt qua đây nữa nghe chưa? Cảm ơn đã đuổi. Về. Về đi, đuổi các qua hỏi. Ta nói vậy thôi chứ chưa đuổi mấy đâu. Nhớ nghe mày. Dạ. Một ông. Lần nữa không nghe. Ông. Hả? Hôm nay cha con rít làm sao á? Hôm nay cha con rít sao vậy? Ông sao hả? Tôi sao vậy ta? Nói gì mà không nói lại y chang vậy? Sao nay tôi kỳ vậy? Ai nói gì tôi cũng nói lại y chang vậy? Tôi mệt mà quá. Chị Xui, ngày hôm nay tôi qua đây á, tôi nói thiệt với chị, xin lỗi chị, tính tôi rất là rốt rẽn. Dạ.
á, qua là hễ mỗi lần là tôi qua đây á, tôi muốn gặp chị á là để tôi hỏi cưới. À, dạ. Nói chung á là tôi trong lòng tôi á thôi à, em hát gì vậy? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Không. Oh yeah. Không, một không rồi. Cái gì? Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tôi không thấy tôi cười á. Lo cái gì, xấu xui thấy bà luôn rồi. Trời, nó đẹp quá bà ơi. Ông làm gì nè. Trời đất ơi, ông làm gì tự nhiên anh xui té mà ông đúng cười hả? Ôi, xui té à? Xin lỗi, xin lỗi. Xui mới té à, xui. Xin lỗi ai xui, dạ. Té đẹp quá. Trời ơi. Lát xui có chiếu chậm lại không cho tôi coi lại. Dạ, té đẹp quá. Dạ. Ông xuống đây giùm tôi đi. Ủa sao? Không có nói tiếng nào nữa nghe chưa? Không nói ha. Dạ thưa chị xui. Trước là tôi qua đây hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi muốn gặp anh chị. Dạ. Để tôi hỏi về cháu Phan Đề Sa. Chị Phan Đề Sa. Cái gì vậy? Anh Phan Đề Sa. Anh là sai nào? Con tôi là Nguyễn Thị Sa mà. Nguyễn Thị Sa nè. Họ không có Van der Sa là vô rồi. Nhưng mà bây giờ phải có Nguyễn Thị Sa mới có đám cưới. Ý là tôi nói cháu Nguyễn Thị Sa. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay tôi dẫn con của tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa. Dạ, dạ, dạ. Con Sa, con chị. Dạ thôi thôi anh cho tôi nói một lời. Dạ. Trước sau gì á hai bên gia đình mình cũng là thông gia. Dạ. Thôi mình cứ nói chuyện thẳng thắn thoải mái với nhau, không có gì mà phải căng thẳng. Dạ. Tôi nói vậy đúng không ông? Đúng rồi, trước sau gì cũng thông gia, cứ việc nói thoải mái đi một không. Dạ. Rồi đã quá. Nói chung là ngày hôm nay tôi đưa thằng con trai tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa nhà chị. Xuân. Ba con đi ngoài đường rồi xong. Ba con vui là vậy. Ba con vui. Vui. Dạ, nói chung là rất là vui. Ba vui rồi, vui rồi. Một điều rồi, một điều. Giờ lo cho con. Một điều hay quá. Mất má nữa. Ê. Cái gì anh cho chửi má tôi anh? Trời ơi ông. Hả? Ủa tôi chửi anh rồi nè. Tôi mới nghe đập bàn chửi má nó đó. Dạ anh. Ôi xin lỗi anh, tôi kêu vợ tôi. Tôi nói má nó ơi. Dạ, xin lỗi anh xui. Má nó ơi, qua đây tao nói nghe. Tôi kêu rồi. Bữa nay làm gì vậy? Hả? Kêu mấy con cha này qua chi vậy? Hả? Tao đang dẫn một không rồi tự nhiên dắt xui xẻo qua đây chi vậy? Thì đợi một điều mà thấy không? Tự nhiên tao nói cái chữ xui nó xui lắm mà. Cái gì vậy hôm nay? Hôm nay mà xui xẻo cái gì không biết nữa, không biết. Hôm nay người ta qua coi mắt con gái mình mà ông nói cái gì vậy? Bữa nay coi mắt hả? Ừ. Cái thằng này khùng quá. Thôi nói nhanh đi, nói nhanh đi. Bây giờ gì nè? Bà rót nước rồi mời nó uống mẹ nó cho rồi được. Chị ơi đâu? Tôi muốn qua đây á, trước là tôi thăm anh chị. Dạ. Sau là tôi muốn uống miếng nước. Dạ. Rót nước quá mời uống mẹ rồi đủ. Dạ. Mời anh xuống rồi. Rồi đi bà. Sa. Một điều là ra rót nước nè con. Dạ. Dạ anh chờ con chút xíu ra. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái đồng cũ gì? Sao vậy? Dạ. Mày cưới vợ hay mày cưới con khùng vậy? Cái tôi khùng nha. Trai của ông cận thị không thấy đường thì có. Con nói con té vô tủ quần áo không á. Trời ơi con gái con nước. Tao nói rồi đi đứng cho cẩn thận. Tao rút nước con. Dạ. Làm coi cho được nha. Anh đít hả? Con mày cưới con này về nó cắn mày chạy nọc đó nha. Dễ thương mà. Trời ơi. Cái gì vậy? Cẩn thận. Cái đẹp mà không có duyên hả mày? Mày mệt quá. Dạ không bà con. Đợi nó ra rót nước để tôi rót nước mời anh xuống hơn nha. Dạ hơi bác. Bà ráng đi. Ở giờ đang mời nước coi. Đang tao đang nghe ta đang đó. Dạ. Mời vô. Trời ơi. Ông. Làm gì vậy? Tức quá mày gì mà giết gì? Thôi quá. Vô mặt tôi hết rồi. Ủa vậy em xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin lỗi. Qua đăng. Không nha. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Chuyện lỡ tay không ai muốn. Sao ạ? Tôi nói cho anh chị nghe. Trước á là tôi qua hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi xin cho hai đứa nó. Yeah. Yeah.
ba con vui là hay ve nên nói chuyện với bác hai bác vui nên ve vậy thôi chứ gì mới mắng nhé. Ba bác ơi, ok bác không ngừng lại coi ba ba ơi. Cái gì vợ mới tướng nó thấy ghét không? Thấy ghét, thấy ghét lắm phải không? Rít mày cho tao mượn cái đứt coi. À, chứ gì vậy bác? Bảo ra gì? Ủa con ăn mừng với ba hả? Hai một. Ba nói gì 2-1 và bên kia căng kìa. Chứ mình ba, thứ gì đó. Ba nói gì 2-1 và bên múa kia có căng được. À hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu gì múa ba? Bình thường sushi, sushi gì? Sushi. Ba múa sushi. Hả? Tao biết cái thằng này là ai rồi. Coi tôi qua chào hỏi nè. Chào hỏi thể thao đàng hoàng. Bình tĩnh nhé. Bình tĩnh. Sôi. Biết rồi ha. À. Mù phải không? À, mu là tôi đó. Si si đó. Si xanh lè á. Vợ mận áo đổ quét thấy ghét rồi. Mười á nha, mười nha. À, 10 triệu. Vui nha. Sư gia bắt tình thương ánh nè. Mu. Bớt nổ nha. Mới ghét nửa trái nha. Cỡ đó là ăn được rồi. Vậy là giờ hai người bên thân tình á. Vui. Hai ông nói cái gì Sư ơi. Bữa nay nói thì... À, anh chị Xui, tôi vui quá, để độ lên con. Dạ. À, đáng lý ra ngày hôm nay tôi tới đây là dạ. Để trước là tôi thắp nhang cho bàn thờ ông bà. Dạ. Nhưng bây giờ tôi không thấy cái bàn thờ thôi thì mượn hai cô hồn sống này để tôi nói chuyện cũng được. Mượn hai anh chị để tôi có đôi lời với ông bà tổ tiên. Dạ. Kính thưa ngài Alex Wilson. Nghe cái gì? Hả? Tôi không lầm á, cái thằng cha Alex Ferguson á là ông cứu đội của ông á. Không phải, lộn. À, kính thưa tổ tiên. Dạ. Dạ nhờ sự chỉ bảo rất tận tình của tổ tiên mà thằng Đô con tôi nó trở thành quả bóng vàng. Thưa. Đô anh mày đó. Tao nó là con rồi. Trong cái gia phả tao ghi tên nó rồi. Nhưng mà Đô đâu biết ba đâu. Đâu có cần biết, dẫn con tinh thần thôi. Nhưng mà sau này đó tao ghi di chúc là từ đường hương quả là chia cho nó một nửa. Trời ơi khổ quá, ba lo cho thằng Rít đi. Ba lo cho thằng Rít cho con. Thằng Rít không đáng lo, con là Rít. Dạ. Con có nhiều chân, thằng Đô anh con nó có 2 chân thôi. Trời ơi, để cho nó nhiều hơn. Hôm nay cha con làm sao vậy ông? Hãy biết kể cha đó. Dạ thưa anh chị. Ngài Ở đây. Cái gì? Ăn mừng. Ăn mừng. Cái gì vậy? Hai cây kéo hả? Hai đều rồi. Mổ tim phù hộ. Cái gì? Cái thằng bóng vàng mà nó mới vừa nói á, dẫn bên xuống khung thành cái dùng kỹ thuật cá nhân mày đặt đá vô lái cái bụp vô khu nhà. Mô 22. Hai đều là con đi tao mua hết rồi. Tôi nói sao miễn mày, cha hiểu được rồi. Mày gạch tên thằng Đô trong cái sổ gia phả cho tao. Từ nay trở đi tao từ nó. Không nhận nó làm con nữa. Mà anh biết không? Không cần nó biết. Tự mình làm đi. Buồn quá, hai đều. Không, nhắc tới ông bà tổ tiên, tự nhiên tôi nhớ ông cụ thân sinh của tôi. Hai đều rồi chị Xuân. Không, 22 năm rồi nên tôi buồn lắm. 10 triệu trên. 10 triệu chị? Không, 10 triệu năm sau tôi cũng không bao giờ quên cái ngày ấy. Trời đất ơi. Thật sự là tôi buồn lắm chị Xuôi. Tôi buồn mà tôi không biết. Xuôi vô nha. Cái gì vậy con? Ba con buồn vui lẫn lộn không? Go. Ale. Go. Ale. Ngoài kia nắng vàng tung tăng ngày mưa. Và ở trong này ông xuôi điên rồi. Ta 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 ta. Bắn thử ha ba. Yeah. Giờ sao ba? Gì á? Giờ sung lại không ba? Gì á? Chị Xui. Tự nhiên. À. Trong lòng tôi rất là vui. À. Ngày hôm nay tôi gặp chị, tôi thật sự tôi không biết nói chuyện gì. À, chị tên gì vậy? Hả? Chị tên gì? Lâu quá mày hỏi tên tôi á. Tôi tên Trâm. Hả? Trâm Tròn hay là gì? À, Trâm Cú hả? Ê! Ba. Trâm Trâm.
chăm ở đây là trời mưa lâm râm cây chăm có trái rồi đó. Trời mưa lâm râm cây chăm có trái rồi, con gái có chồng con gái có duyên đồng tiền có lỗ là chị có mấy lỗ. Con gái có chồng là ngon có vợ đó hả? Dạ. Đây là chồng chị hả? Dạ, chồng tôi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa? Có hôn thú gì không hay là sống thử? Nhìn anh nhiều rồi nha. Nhìn anh nhiều rồi nha. Qua đây anh nói cái gì đó không à? Dạ ba con vui. Ông vui. Ông ngồi ông nghe gì mà ông nhìn được hả? Chết mày rồi. Chết mày rồi. Chết. Sao ơi đẹp quá ông trời ơi, ba điều đẹp quá, ba điều tao nói là đứng gần con mẹ đó là xui lắm mà mày đừng có nở cho con, mày đừng có nở việc gì rồi cái gì vậy chị, trong này nó nói việc gì nè, việc gì đâu mà việc gì, trong này nó nói việc gì rõ ràng tao thấy không có việc gì mà ông làm sao thấy được, trong này nó nói tôi nghe mày không tin phải không, cho mày coi việc luôn gì nè. Trời ơi tức cái thằng xui này quá, đây nè coi nè, trời ơi con này ra ra chỗ khác coi coi nó việc gì mà trời ơi nó dắt banh xuống à, đưa cho banh ngon lành rồi đổi đầu vô gì mà là việc gì à, việc gì, việc gì cái móc xì trong này nó nói việc gì à, mày có dòm thấy cái chữ số ba số ba cái gì vậy, hai ông vừa phải thôi nha, chuyện con cái không lo tối ngày nay banh với nó bóng dẹp hai ông bóng bên đi lít, dạ vô đây nói biểu vô đi hết đi, việc gì giờ sao tưởng mày có quyền hả, việc gì, việc gì hồi nào đi nè, việc gì mà trời ơi ba rõ ràng là việc gì, thôi mở ra chứ tắt đi vô duyên mà mở không coi nữa, đây tao mở ăn gian mở à, tắt ê tao quạo lắm rồi nha, tao dùng cái tivi bây giờ dùng đi thử tao gỡ được mấy triệu tao rút đâu có trôi, tivi của mày đâu phải của tao, trời ơi cái tivi trời mày đập luôn đi, cái thằng này mày ác lắm nghe, cái thằng quỷ ý có hình có hình lại vậy, ê chết cha mày rồi phạt đền tắt thằng coi nữa không coi tắt không thể coi nữa. Bây giờ tao không coi trái mặt đền này không? Trái mặt đền này đá không vô tao cũng thắng mày. Chấp tao nửa trái mà. Mày đừng có gái. 10 triệu tao coi cái đó coi như tao thí cô hồn. 10 triệu thí cô hồn à. Ê. Già cả lớn tuổi rồi nghe. Chơi cờ bạc không chơi thí cô hồn nha mày. Ê mày nói chuyện mà không có chỉ mà mày. Ê tao chỉ mày cho tao vỗ mày luôn. Ê tao vỗ mày 2 cái nè. Tao vỗ mày 3 cái luôn nè. Tao vỗ mày 4 cái à. Tao chọt vô con mắt mày luôn nè. Ê mày ngon mày chơi tao không? Công phu rồi mày. Trời ba ơi. Sợ quá mày công phu hả? Ê biết này gì không mày? Mày đang hút thuốc chứ mày làm gì? Con bảy nó mày. Con bảy con khỉ con bảy tao sợ mày hả? Mày ngon mày chơi không? Mày không sợ không con bảy phải không? Không đó mày. Con. Dạ. Vô nhà lấy dao phay tao chém chết mẹ này coi. Mày đi lấy cho tao cái mền coi. Lấy cái mền chi ba? Tao nghe ông chém tao lạnh người quá. Trời ơi. Mày không sợ tao hả? Nhưng mà tao thiết con hồn. Mày thiết con hồn cái gì cái thằng quỷ đỏ? Cái đồ quỷ xanh. Cái đồ quỷ đỏ. Tao thiết con hồn đó. Thiết con hồn cái gì? Rồi sao? Ba. Trời ơi vậy nhịn đi ba, không nhịn, nhịn cái gì mà nhịn, trời ơi không có nhịn vậy, nhưng không mà không được làm gì, ba kiếm thằng khác ba gả cái thứ quỷ đạo kiếm con khác cho mày, nhưng mà nhịn cái thứ mà ăn gian ba bình à, gì vậy hả, tôi cho ông cái thẻ đỏ nè, ông cái thẻ đỏ nè, ê tôi làm gì bà cho tôi thẻ đỏ, cái gì tôi làm gì bà cho tôi cái thẻ đỏ, im muốn cãi gì chưa, im gì, tôi là trọng tài, trọng tài là cha mẹ, bà là mẹ thằng kia kìa, bà nghe đi bà làm nhục tôi hả, bận độ gì bà làm gì bà trọng tài hả, bà như ninja rùa vậy bà biết không, giống như cho cái đi làm cái gì hả? Em bây giờ tôi quyết định nha, cái đám cưới này vẫn được tiến hành nhưng mà không có mặt hai ông, ủa sao kỳ vậy, không có mặt hai tôi rồi tôi làm gì hả, tôi sẽ mướn ca sĩ nhạc sôi động về hát cho cái đám cưới đó là rần rần luôn, sôi động cỡ nào, sôi động mà lê vô go à lê 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 không, sao động sao? Giờ ta chẳng còn chi chẳng tay mà thôi, đời bạc gian lắm phũ phàng. Ê nói không phải khen nha, cũng đẹp trai mà lấy con vợ bị khùng hả? Nói nhạc sôi động mà nó rên cái gót mà sôi động. Ý bà gì? Bà vừa thấy tôi đang cá độ và bà mướn nó về nó hát bài này thua xúc quần ăn chi? Nhường chỗ cho ca sĩ người ta hát. Là sao? Mấy con. Dạ. Vô phụ dọn giùm bác. Chuẩn bị đám cưới. Mày nhớ à, đám cưới không có tao à. Ba ơi. Mày đừng có kêu tao cha mày giữ cái bậy. Đi vô.